Chị em có ý, em có một ý tưởng hay lắm này, mai mốt mà chị la chán quá, chị lát ngồi đó chị chụp hình đi, cái chị ngồi đó chị chỉnh hình xong rồi chị coi qua coi lại là nhanh hết giờ lắm Đúng rồi. đó đó, Nhưng em mà phải với điều bàn đó kiện là nó phải đủ nhiệm vụ như này chị. này thì mới ngồi như thế được. Thôi mình cứ chụp thôi, đậu chứ đậu nó tự đến xe chắc ngon chứ, tự xe kiểu vậy đó. Hôm nay xe lai nhanh cực, khỏe ghê. Nhưng em vẫn phải xài hết ạ. À, ngộ ghê, hôm nào cũng phải xe gần 50 cái ạ. Vãi được. Chị em bận ở nơi khỏi chào, chị em đang chỉnh hình, không rảnh tiếp khách. Đây là chị em đang làm nghệ thuật. Chị có món nghệ sĩ ghê luôn. Các bạn đừng nói chuyện bây giờ, Hằng không trả lời đâu, Hằng đang bận rồi. Bận lắm rồi, đang tập trung chuyên môn. Mà em để ý rồi, khi mà chỉnh hình một chục người với một chục người, nếu đâu biết cách chỉnh là ai nói gì nói, chỉnh 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 đang chỉnh thì không giờ bỏ được. Chỉnh rồi coi coi rồi chỉnh. Em mà đang chỉnh hình mà kêu ăn em cũng ngồi đem chỉnh xong rồi mới ăn chứ không giờ bỏ gian dở, tại lát quay lại thiếu bước không nhớ chỉnh tới đâu hết rồi. Chị chấm ít thôi chị ơi. Đừng nói đẹp quá, giờ không biết lấy tấm nào nha. Đúng rồi, chính xác. Trời ô à. Giờ mấy giờ chị đi tập? 6 giờ. Chết rồi, đẹp quá rồi, bây giờ làm sao hả mọi người? Chị nhìn mà bây giờ nó bị đẹp May quá quá. thì phải làm sao? May quá mọi người ơi, mình đã sống chung với cái sự mà gọi là tự khen mình đẹp bấy lâu nay, mình đã quen rồi, chúng mình thật là mình xíu mình chết. Đẹp quá thì up hết. Chụp như nhiều như mấy đứa trong Facebook mà nó hay bị chửi á, có chụp chục tấm nữa, chụp tấm chụp 15 tấm nữa, 15 tấm, bởi vì tấm nào cũng đẹp lên úp hết. Chị viết một cái status giống Tóc Tiên vậy nè, ảnh nào cũng đẹp nên xin mời ông phép úp hết nha. Tóc Tiên úp 18 tấm ngay chỗ cái nhà, ngay cái nhà thờ lớn Hà Nội, nó úp đúng 18 tấm luôn á. Lao ghê. Đây là Thái Hằng má ơi. Chết rồi, bây giờ đẹp quá thôi mọi người, chết thật đấy. Chị mình phải làm khác biệt cho chị. Mình hồn mình sẽ đăng tấm đẹp nhất đúng không? Bây giờ mình lại tấm xấu nhất mình đăng. Không không phải xấu nhất mà lỗi tấm mà nó không được đẹp bằng mấy tấm kia mình đăng đó, theo cái logic của chị là vậy, vì tấm nào nó cũng đẹp. À, mình sẽ viết caption là tấm này bớt đẹp nhất rồi đúng không? Đó đúng rồi chính xác. À, Sống ảo có hội ý luôn á. Có luôn được, sống ảo tấm có bớt hội đẹp ý nhất rồi luôn. à, tấm tấm bớt đẹp nhất rồi ấy. Chết rồi, đẹp thật tí, chết chết mọi người ạ. Ây à, Chị tự thấy là chị đẹp luôn, chị yêu chị luôn. nó đẹp đến mức mà không thể sắc nét được hơn ý, không thể nào.